qua đó, Tổ Thiện Đạo mới nói là chuyên, chuyên lại chuyên, nên có bài kệ cực lạc vô vi niết bàn giới, cực lạc và biết bàn là một. Tại vì không còn sanh tử, không còn phiền não mới gọi là cực lạc, không còn đau khổ, niết bàn cũng vậy. Mà muốn lên được cái đạt cái đó, đó là tu pháp vô vi. Tu pháp vô vi, chứ còn chúng ta hoàn toàn đa số hữu vi hữu lậu, đem cúng chuộng 1 tỷ 2 tỷ đó là pháp hữu lậu, tụng kinh để nguyện cách này cách khác đó là pháp hữu lậu, từ thiện đó là cái pháp hữu lậu. Mà hữu lậu thì coi cái còn lọt còn mất, là phải tu pháp vô lậu. Vô lậu thì coi như là cực lạc vô vi niết bàn giới, tùy duyên Phật tập thiện e khó sanh. Nếu mà tùy duyên hàng ngày của mình, bữa nay là mình tu thiền, mai tu tịnh độ, mốt một tu mật, mốt bữa kia nữa mình tu cái khác nữa, thì coi đó là coi nó nhiều tâm quá. Còn ngài Thiện Đạo, ngài nói nhất tâm bất loạn là một tâm, nhất tâm là mất một tâm, bất loạn là không có loạn cũng là một tâm. Một tâm là gì? Một tâm là cái lòng tin của mình chân chánh, nhất định là niệm Phật, rồi niệm Phật cầu cầu sanh về cực lạc, tin rõ như vậy. Chứ không á, mời mốt ai nói tu là mật tông hay quá cái mình bỏ chạy qua mật tông, mời mốt ai nói thiền hay quá cái là mình tu thiền, thì đó là chưa nhiều tâm quá. Thành cái nhất tâm bất loạn, ngài Thiện Đạo ngài giải thích chuyên lại chuyên. Bây giờ mình tin nguyện thứ 18 là không rời tới ngày cuối cùng, có nghĩa rằng chúng ta gặp pháp môn này hiện tại bây giờ cho tới khi nhắm mắt. Nên Đức Di Đà là tiền thân mới có phát nguyện là niệm danh hiệu tôi bây giờ, đời bây giờ cho đến 10 niệm tôi không rước tôi không thành chánh giác. Mà giữa Đức Di Đà đã thành Phật rồi, cách đây 10 kiếp thành cái nhất tâm bất loạn, mình hiểu rằng là chuyên lại chuyên. Chúng tôi có nghiên cứu và thực hành rất nhiều, sở dĩ xưa nay niệm Phật, người niệm Phật là nhiều, nhưng mà vãng sanh không có bao nhiêu là vậy, là mình chưa tin. Nó là tôi niệm Phật, tôi nguyện vãng sanh cực lạc, nhưng mà thấy niệm Phật còn thiếu, niệm thêm sâu bổn sư, thấy bệnh bệnh cái niệm thêm dài sâu dược sư, rồi thấy cũng thiếu nữa niệm thêm mấy sâu Quan Âm, rồi trì thêm chú Đại Bi, tụng kinh Pháp Hoa, vậy là nhiều phước đức dân dụng còn. Cái đó là tạp thiện, tùy duyên tạp thiện e khó sanh. Nó tùy duyên mình làm thiện chứ không phải làm ác, nhưng e khó sanh. Thế nên Đức Như Lai chọn pháp yếu, hãy niệm Di Đà chuyên lại chuyên. Đó là giải quyết về vấn đề nhất tâm bất loạn, chuyên lại chuyên. Bữa nay mình cũng vậy, mai cũng vậy, suốt đời cũng vậy, không bao giờ mà thêm vậy. Đó gọi là chuyên, đó là chuyên nhất tâm bất loạn. Phật tử nhớ cái đó là cái quan trọng. Chứ nhất tâm bất loạn, tôi nhớ cách đây 10 năm mà 9 năm 30 tháng chạp chúng tôi lên trên Vạn Đức đảnh lễ Hòa Thượng và Trí Tịnh, Hòa Thượng Vạn Đức. Tại vì Hòa Thượng tu niệm Phật từ nhỏ cho đến lúc đó là Hòa Thượng 97 tuổi, Hòa Thượng 98 tuổi Hòa Thượng mới tịch. Hỏi Hòa Thượng niệm Phật gần một thế kỷ như vậy, Hòa Thượng có nhất tâm bất loạn chưa? Hòa Thượng nói chưa, tôi chưa được nhất tâm bất loạn, mà tôi được chấp trì danh hiệu. Còn Hòa Thượng giải thích, ngồi Hòa Thượng giải thích nó như thế này: tôi đang nói chuyện mấy huynh đệ này, tôi đâu có niệm Phật, miệng nào niệm Phật, tâm nào nghĩ mà nói niệm Phật được, mà tôi ngưng là câu niệm Phật ra liền. Đó là nhất tâm, đó là chấp trì danh hiệu. Còn chúng ta giờ niệm, ngồi nói chuyện cũng không có niệm Phật, mà hết nói chuyện rồi cũng không niệm Phật, chờ một hồi lâu lắm chúng ta mới nhớ lại, ở mới đề cái câu A Di Đà Phật lên, đó chưa phải chấp trì. Cái đó là cái quan trọng. Thì cỡ Hòa Thượng Vạn Đức gần một thế kỷ mà nó là không được nhất tâm bất loạn, mình làm sao được? Thì chắc chắn tôi nghĩ là mình không có phần. Là khi mà ngài Thiện Đạo giải thích về cái nhất tâm bất loạn bằng chuyên lại chuyên, tất nhiên mình được giải tỏa, mình có phần liền.
là chuyên lại chuyên, là mình có phần mình làm được. Đó là giải tỏa điều thứ nhất. Qua điều thứ hai, dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thiện căn phước đức nhân duyên của mình ít thì không có thể sanh chỗ đó. Tại vì sao? Từ cõi ta bà này về cõi cực lạc cách mười muôn ức cõi, mười muôn ức cõi. Như vậy rồi mình lấy cái gì mình đi? Vé nào mình mua được? Không cách nào. Nhưng mà Ngài Thiện Đạo nói rằng chỉ có câu A-di-đà-phật, đó là đa thiện căn đa phước đức. Đa thiện căn không đòi hỏi một cái nào nữa, là vô vi pháp. Một câu A Di Đà Phật là đầy đủ. Từ cõi ta bà này về cõi cực lạc cách mười muôn ức cõi, chỉ câu A Di Đà Phật. Đại chúng nhớ, thành trong nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà nói là chỉ cần niệm danh hiệu ta cho đến 10 tiếng ta không rước, ta không thành chánh giác. Mà cái 10 tiếng này quý Phật tử đừng hiểu nhầm, gần tới đó niệm không được đâu, là dành cho những người cả đời làm thập ác, làm ác. Nhưng mà khi mà cuối cùng lửa địa ngục hiện lên, là quỷ sứ sai người đến bắt, sợ quá không biết nương vào ai, rồi có thiện hữu tri thức hay là ban hộ niệm khuyên buông bỏ để mà niệm Phật. Ngay cái đó có cái phao, họ dớ lên liền, dớ liền thì niệm Phật đến 10 tiếng hoặc giả là 3-4 tiếng rồi đứt hơi thở, không thở nữa, không có, không còn sống nữa thì cũng được vãng sanh. Nên cái đó là cái mà nó là 10 niệm như vậy, chứ không phải bây giờ mình còn mạnh đợi tới đó 10 niệm, một niệm nổi đâu. Nhất là chúng ta thấy mấy người mà hấp hối tứ đại này sắp phân ly, rồi là tất cả những cái quan gia trái chủ đến đòi mình, rồi là bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa bỏ tài sản, làm sao mà chúng ta yên bệnh này nhất để mà tâm để niệm Phật được. Nhớ cái chỗ đó rất khó. Mà nhờ câu A Di Đà Phật là một cái thuyền, là cái bè, cái phao, chúng ta nương vào đó để mà bám vào đó vãng sanh cực lạc. Dầu niệm một niệm tắt hơi thở cũng được vãng sanh. Đó là nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà. Việc đó mình thấy mình làm được. Đó là điều giải tỏa thứ hai của trong kinh A Di Đà.